Hello, xin chào các bạn, mình là Ca Dâm, Ca Thêm. Thêm hay Dâm không quan trọng, các bạn thích gọi nào thì gọi, ok. Trong video này mình sẽ giới thiệu một vài mã giảm giá cực kỳ ngon và cái chương trình sắm Tết trên Lazada sắp tới. Giảm đến 50% miễn phí vận chuyển, ở đâu rẻ hơn Lazada hoàn tiền hay là lì xì SH Du Xuân. Và mở bán là còn 7 ngày nữa thôi, từ 23 đến 26 tháng 1, hôm nay là 16 tháng 1 rồi. Và chúng ta sẽ khám phá nhá. Ok. Đoạn sau video mình sẽ giới thiệu một vài mã giảm giá ngon hiện đang có trên Lazada. Ok, đầu tiên thì sẽ là miễn phí vận chuyển. Hy vọng là miễn phí vận chuyển tất cả các sản phẩm dưới 10 cân, chứ không hạn chế như bây giờ là phải đơn hàng từ 69.000 với cả từ 99.000 mới được miễn phí vận chuyển nhá. Và ở đâu rẻ hơn Lazada hoàn tiền thì chắc chắn rồi, lì xì SH Du Xuân. Thì cái này thì các bạn mua hàng thì sẽ có cơ hội trúng SH, hoặc là đấu giá ngược thì sẽ có cơ hội trúng những cái sản phẩm này. Thì các bạn ấn vào để xem chi tiết. Link thì mình sẽ để ở dưới mô tả video hoặc trong comment video này nhá. Cả link mã giảm giá này, link nhóm chia sẻ mã giảm giá và cái website lấy mã giảm giá, tất cả mình sẽ để link ở dưới video này hoặc là trong comment. Ok, và đây là những cái deal khủng sẽ giảm giá trong 4 ngày từ 23 đến 26 tháng 1. Đó, laptop này, laptop nhập mã còn giảm 300.000 nữa. Mì ảo hảo hay là giày bi tít sẽ giảm giá. Ngoài ra lại còn nhập được thêm mã giảm giá nữa, sẽ rất là rẻ. Cái này cũng hay này. Các bạn muốn mua những cái sản phẩm gì ấy, thì ngay từ bây giờ hãy cho vào một danh sách yêu thích để hôm đấy áp mã giảm giá và mua. Tại vì đến hôm đấy thì có thể mình quên đi cái sản phẩm mình muốn mua. Đó, cái này rất là cần thiết. Ok, và đây là cái voucher bí mật sẽ áp được từ 23 đến 26. Lưu ý là 23 mới áp được, 0 giờ ngày 23. Và cái voucher này số lượng sẽ rất là có hạn thôi, nên 0 giờ ngày 23 phải áp nhanh, không sẽ hết. Mỗi ngày sẽ có một ký tự, đây 2, 4, 6, 7. Nó còn 7 ngày, mỗi ngày một ký tự. Thì chữ cái đầu tiên là chữ T rồi. Mỗi ngày sẽ mở một ký tự và các bạn sẽ khám phá. Hàng ngày các bạn cứ vào cái link ở dưới video này để xem các ký tự nhé. Không thì mình sẽ thông báo ở những video sau, tầm 22 mình sẽ thông báo. Ok, đó là cái sự kiện khuyến mãi sắm Tết, truyền nhân sắm Tết năm 2018. Tất cả các sản phẩm giá cực sốc và có rất nhiều mã giảm giá ngày đấy, từ 23 đến 26 tháng 1. Trong video này mình sẽ giới thiệu những cái mã giảm giá ngon mà Lazada đang có, đó là mã giảm giá cho ngành thời trang. Các bạn mua đồng hồ này, mua ba lô này, mua giày dép này, mua kính này, mua quần áo này, nói chung là cứ liên quan đến thời trang thì sẽ được giảm giá. Đó, rất nhiều sản phẩm thời trang đây, anh em có thể lựa chọn. Đây mình ví dụ áp mã luôn nhá, không lại nhiều bạn không áp được mã. Ví dụ nhá, cái mã Lata giảm 15% rất là ngon luôn, thì ấn vào đây xem các sản phẩm của Lata. Hàng Lata mình cũng mua mấy cái túi sách rồi, với cả túi đeo chéo ấy, dùng rất là tốt. Ok, rất là rẻ, nhiều luôn. Đây, cái cặp này mình mua rồi này, là cái túi nhận cái cặp hay là ví, rất nhiều luôn, đây có thể tham khảo. Ví dụ mua cái túi này nhá, 78.000, áp mã thử, mua đặt, tiếp tục miễn phí vận chuyển luôn, Tata 15. Đó, 78.000 giảm 14.000, 66.000. Quá rẻ cho một cái túi đeo chéo luôn. Đây, rất nhiều túi đeo chéo luôn, anh em có thể vào xem. Túi ví các kiểu, thắt lưng, túi đeo chéo tiếp, 69.000. Rất nhiều. Đấy, rất nhiều và đẹp luôn đấy. Mình mua mấy sản phẩm của Lata rồi. Đây, Lata nữa này. Rồi, ok. Hoặc là ai mua giày nữ tặng người yêu thì có thể đây nhập mã giảm 10% đây, Sulili 10. Đấy, vào thích chọn mẫu nào thì mua thì chọn, tặng người yêu hay tặng mẹ, bạn gái, tặng bồ, vân vân, thì nhập mã là Sulili 10 nhá. Ok, ví dụ kính này, các sản phẩm Sunny thì phải giới hạn đơn hàng từ 500.000 thì mới nhập được. Hoặc là đây, hoặc là cái mã giảm 10% này này, là túi thứ 10. Cái này mình cũng vừa xem rồi, có cả nam nhá, chứ không phải túi nữ đâu. Đây, túi nam này, bóp này, túi du lịch. Đó, mình vào túi nam.
tác cho các sản phẩm trong shop Emily đó. Đấy, rất nhiều túi đeo chéo làm ba lô luôn đi. Đấy, rất nhiều này, anh em phải vào xem ba lô ví túi đeo chéo đó. Đây mình sẽ nhập thử cái ba lô này nhá. 199.000 đúng không, lại được tặng cái gì đấy. Mua 2 sản phẩm ba lô sẽ nhận được một cái ví 50.000. Rồi, túi nữ 10. Rồi 199.000 giảm 10%, giảm 19.000 còn 179.000. Đó, giảm rất ngon luôn cho ngành thời trang luôn. Sportlink này giảm 8%. Sportlink thì sẽ giảm những đây, giảm những cái đồ thể thao, tạ này, quần áo này, găng tay các kiểu, giày dép. Đấy, giảm 8% nhá. Khi nhập mã là Sportlink 8 giảm tối đa 150.000. Và mã thì có thể sẽ hết sớm nên anh em nhập nhanh. Và áp từ ngày 16 đến ngày 19 thôi nhá. Là từ hôm nay ấy, trong 3 ngày đến ngày 19. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm katen.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu cái sự kiện là truyền nhân mua sắm Tết trên Lazada rất là hot với rất là nhiều mã giảm giá từ 23 đến 26 tháng 1 và những cái mã giảm giá trong ngành thời trang từ hôm nay đến 19 tháng 1. Các bạn cảm thấy video ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những cái mã giảm giá mới nhất, những sự kiện mới nhất, mua hàng giá rẻ trên kênh YouTube của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Nhớ ấn vào chuông để nhận thông báo mỗi khi mình up video mới nhé.